Hơn 2,3 tấn cocaine được ngụy trang thành lô hàng gạch men đã bị nhà chức trách Peru thu giữ khi đang chuẩn bị chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển. Đây là tuyến vận tải biển thường xuyên được các tội phạm ma túy sử dụng trong thời gian gần đây. Vụ bắt giữ trên diễn ra tại một nhà kho ở cảng lớn nhất Peru, El Callao, ngay bên ngoài thủ đô Lima. Số ma túy trên có trị giá khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát cho biết toàn bộ số ma túy trên được cố định trong các tấm cao su để giống như các viên gạch men đóng trong các hộp gỗ. Năm ngoái, Peru đã thu giữ một lượng kỷ lục 86,4 tấn ma túy, trong số đó có 28 tấn cocaine.